tổng kết một tuần giao dịch cực kỳ tích cực của thị trường tài chính của chúng ta. Nếu mà anh chị để ý kỹ, đầu tuần đến cuối tuần này thị trường đóng cửa một cái cách đóng cửa rất là đẹp. Biên thấp nhất của thị trường là 1254, hôm nay là đóng thứ sáu rồi, đóng cửa 1310 điểm, tăng 64 điểm. Thực ra anh chị cứ tưởng tượng đi, thị trường của chúng ta trong tuần vừa qua diễn biến xanh đẹp và tăng 64 điểm trong cái đợt tuần vừa rồi là một trong những cái trạng thái giao dịch rất là tích cực của thị trường. Nó bứt thoát ra được những cái ngưỡng mà trước đó nó làm một trong những cái tiền đề rất lớn để thị trường của chúng ta bứt thoát qua được những cái ngưỡng mà ở đó nó bị bán rất nhiều, hay còn nói là cái vùng 1300 điểm. Thì cái phiên vừa rồi thị trường chúng ta đóng cửa 1310 điểm, nó thể hiện ý chí của tổ chức người ta muốn đánh vượt qua 1003 để nó tạo ra một tâm lý tốt hơn của thị trường trong các giai đoạn giao dịch sắp tới. Thì cái dao động vừa rồi anh chị cũng có thể tưởng tượng là thứ năm nó tạo ra một cái phiên tiền bùng nổ, thì cái phiên thứ sáu vừa rồi nó là một cái phiên bùng nổ, nhưng nó không phải là phiên bùng nổ theo đà. Và nó vì sao không phải là một phiên bùng nổ theo đà thì chút nữa Nam sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư và giải thích vì sao không phải là phiên bùng nổ theo đà. Nhưng cái phiên bùng nổ này nó có rất là nhiều cái ý nghĩa cho những cái giai đoạn dao động sắp tới của thị trường. Bởi vì thị trường chúng ta 64 điểm vừa qua, anh chị tưởng tượng một tuần thôi, 64 điểm. Bây giờ mình hình dung lại các cách giao dịch của thị trường trong cả một giai đoạn là từ đáy đi lên tới bây giờ. Cái đáy xác lập của thị trường trong khoảng thời gian Covid vừa rồi là 650 điểm. 650 điểm đúng không? Thị trường 650 điểm thì giả sử như thị trường tăng lên 1003 thì nó tăng tiếp 650 điểm nữa, nhưng mà một tuần vừa qua thôi, cả một năm, hơn một năm thị trường chỉ tăng được hơn 650 điểm mà một tuần vừa rồi tăng được khoảng 10% so với đà tăng. Thì anh chị tưởng tượng đó là một trong những cái trạng thái giao dịch rất tích cực của thị trường, và trong ngắn hạn như vậy chúng ta vẫn có thể tìm kiếm được những cái phần lợi nhuận rất lớn nếu chúng ta nhìn nhận được những sự cân bằng của thị trường, những sự cân bằng của cổ phiếu để chúng ta cân đo đong đếm, chúng ta tham gia và chúng ta tìm được những cái dao động và tích cực của những cổ phiếu, tìm kiếm là cái lợi nhuận cho anh chị nhà đầu tư. Cũng như cái phiên vừa rồi nó cũng đánh giá được cái việc là thị trường ta dao động rất là tích cực. Thứ sáu vừa rồi nha, nó kết thúc một cái phiên giao dịch vào tháng 7 có cơ cấu quỹ, có cơ cấu VN30, thì đây là một trong những trạng thái giao dịch rất tốt. Thị trường đóng cửa 1310 điểm thì nó nói lên vấn đề gì và dao động của thị trường sắp tới sẽ ra làm sao, thì anh chị và Nam sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay. Anh chị có thể thấy hôm nay nước ngoài người ta mua ròng khoảng 459 tỷ vào cái phiên thứ sáu, bởi vì nó có dao động và cơ cấu của VN30 nên nó có rất nhiều cái dao động hơi lạ một chút. Tự doanh thì người ta mua ròng khoảng ngưỡng đâu đó gần 100 tỷ, thì những cái yếu tố này anh chị có thể thấy là tổ chức người ta đang mua ròng tương đối tốt đối với thị trường. Thì anh chị nếu mà chúng ta quan sát kỹ thì anh chị có thể thấy là trong ngắn hạn thôi, có rất nhiều cổ phiếu chạy rút, có rất nhiều cổ phiếu đem lại lợi nhuận rất tốt, và có rất nhiều cái mà chúng ta cần phải nói và phân tích tiếp theo ở những cái vận động tiếp theo của thị trường ha. Ok, thì Nam và anh chị nhau tôi sẽ cùng nhau đi phân tích xem thử là một tuần tiếp theo nó sẽ như thế nào sau khi chúng ta tổng kết một tuần giao dịch rất tốt của thị trường, thì tuần tiếp theo này nó có những vận động gì, những cái gì chúng ta cần phải lưu ý và những cái gì chúng ta không nên quá quan tâm. Thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cố gắng đi phân tích rất kỹ để hướng dẫn cho anh chị một tuần giao sắp tới anh chị cần phải làm gì ha. Ok, thì cũng chào mừng tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta đã quay trở lại kênh YouTube của Nam, Tầm Nam Invest. Thì hôm nay Nam quay lại một cái video cho chúng ta hình dung về thị trường trước cái cách giao dịch của một tuần vừa qua, sau đó chúng ta định hình một tuần giao sắp tới, cũng như là một số cái nhóm ngành cổ phiếu mà anh chị cần phải quan tâm, cân nhắc, và một số cái cách mà chúng ta mua bán như thế nào. Bởi vì kể cả xưa giờ mình đi phân tích hoặc là dao động đối với thị trường, dù có phân tích như thế nào đi nữa, thì chốt cuộc là chúng ta nên mua nên bán và chúng ta cần phải làm gì đối với cái danh mục của chúng ta ha. Ok, thì đầu tiên là nếu anh chị nào mà chúng ta chưa đăng ký kênh thì anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nam, cũng như là nếu mình coi video thì mình nhớ ủng hộ Nam bằng một nút like ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay lại mình phân tích về VN Index của chúng ta trong một tuần vừa qua. Chúng ta sẽ tổng kết trước. Các anh chị cũng có thể thấy là một tuần vừa qua đây là năm phiên giao dịch của thị trường này, thứ hai nè và đây là thứ sáu. Một cái phiên giao dịch là giá thấp nhất là 1254, giá cao nhất là 1310, tương đương khoảng 64 điểm. 64 điểm này nó thể hiện được là cái ý chí rất tốt của tổ chức khi người ta test lượng cung cầu liên tục và tạo ra những cái tâm lý dao động rất là khó chịu đối với các dao động về mặt nhà đầu tư cầm hàng lẫn nhà đầu tư cầm tiền. Nhà đầu tư cầm hàng ta rất lo ngại về việc là thị trường nó có xuống nữa hay không, nó hồi lên cái nó bị đạp như thế nó có xấu hay không. Còn những nhà đầu tư cầm tiền á, chúng ta rất là sợ bị tâm lý FOMO, chúng ta bị sợ, chúng ta bị không dám tham gia thị trường, và chúng ta bị sợ là chúng ta bị trượt vào điểm mua, mua vào thì là sợ T cộng 3, không mua thì là sợ nó tăng. Nên là những cái dao động này thì có lẽ là ai cũng phải trải qua, và đó nó mới chính là những cái yếu tố tạo lên thị trường này. Bởi vì thị trường này chung quy lại nó chỉ là tâm lý thôi, nó tạo ra tâm lý chúng ta là có dám mua không, có dám bán không, có dám giao dịch không, và luôn luôn sẽ có những cái bẫy ở trong phim, kể cả là bẫy là bull trap, hoặc là bẫy tăng giá giả, hoặc là bẫy bear trap, là bẫy giảm giá giả. Nên anh chị lưu ý, trên thị trường ta liên tục xuất hiện những cái bẫy mà cái anh chị cần phải quan tâm. Khi thị trường đã bứt phá qua được cái ngưỡng sideways phía đáy của nó thì có thể đây gọi là một cái vùng đáy ngắn hạn thị trường. Khi mà thị trường ta xuất hiện một cái phiên tăng giá hay là gọi là phiên bùng nổ, có yếu tố khối lượng tham gia, biên độ dao động có, tuy nhiên không phải là một phiên bùng nổ theo đà.
Vì sao không phải là bùng nổ theo đà? Thứ nhất là cái đà lan tỏa của nó có, nhưng mà cái yếu tố về mặt dòng dẫn dắt lại thiếu đi. Đáng lý nó phải có một cái dòng nào đó tăng rất mạnh, tăng trần, tăng 5-7% cả dòng thì may ra chúng ta vẫn có thể xuất hiện được một cái phiên bùng nổ theo đà tốt, và chúng ta có thể là chúng ta xác định được đó là một cái điểm an toàn. Tuy nhiên thị trường vừa rồi thứ năm là một cái phiên tiền tiền bùng nổ, là nó sẽ tạo những cái phiên tiền đề cho cái việc bùng nổ phía sau. Thứ sáu là một cái phiên bùng nổ, nhưng mà cái việc bùng nổ này nó là tạo ra một trong những cái dạng tâm lý khác, đó là tâm lý vẫn không dám giao dịch, bởi vì là khối lượng không đạt, dẫn dắt không có, tuy nhiên thị trường vẫn tăng. Đó là nó sẽ tạo ra những tâm lý FOMO tiếp theo cho những anh chị nhà đầu tư. Thì anh chị lưu ý nha, đối với những cái dạng giao dịch như thế này thì buộc anh chị chúng ta phải đặt cược đối với thị trường, hoặc là anh chị chờ thị trường nó bứt hẳn lên 1.420, tức là nó vượt đỉnh đây, thì lúc đó nó an toàn rồi anh chị tham gia. Còn trong những cái giai đoạn này nè, bắt buộc là phải đánh cược thôi, anh chị lưu ý nha. Giống như Nam đã nói với anh chị nhà đầu tư, khi thị trường nó đã xuất hiện những cái vùng cân bằng ở trong giai đoạn này nè, thì cái mà anh chị cần làm là cứ focus vào những cái cổ phiếu mà anh chị cầm nắm, hoặc là anh chị đang chú ý và xem cái độ cân bằng của nó để chúng ta có thể xuống tiền. Còn mà đợi chắc chắn một cái vấn đề nào đó để tham gia thì Nam nghĩ khi mà thị trường nó đã chắc chắn thì đôi lúc nó sẽ mang yếu tố rủi ro. Còn khi mà thị trường nó còn lờ mờ, nó còn chưa có ai nhận ra, hoặc là trong những cái tâm lý là trái chiều và việc tăng giảm, thì thị trường lúc đó mới xuất hiện cơ hội và cổ phiếu nó mới rẻ đi. Còn đến lúc nào nó mới rõ ràng rồi á, thì lúc đó chúng ta cần phải cân nhắc lại và chúng ta cần phải đứng bên ngoài so với số đông. Anh chị lưu ý nha. Thì cái phiên vừa rồi này là một cái phiên tăng điểm rất là tốt, nó hội tụ được nhiều cái yếu tố, là có yếu tố hoặc là dòng tiền có, cơ cấu có và đẩy giá có, và bứt phát qua khỏi một cái trạng thái dao động gọi là sideways suốt một cái giai đoạn là 2 tuần vừa qua. Thì một tuần vừa rồi nè, 5 phiên thôi tăng khoảng 10% so với đà tăng của thị trường trong cả một cái thời điểm Covid. Thị trường tăng từ 650 điểm nè. Đây nè, giả sử nó lên được 1.300 đi. Anh chị tưởng tượng nha, giả sử ở đây lên được 1.300, nó mất khoảng thời gian khoảng 1.5 năm, đúng không ạ? Còn đây chỉ khoảng 1 tuần thôi, đây là tăng 100%, thì 1 tuần nó tăng được 10% như thế này là nó quá thành công rồi. Anh chị lưu ý nha, vì thế anh chị lưu ý giống như Nam đã phân tích với anh chị nhà đầu tư ở cái video trước á, mình không đánh giá thấp những cái nhịp hồi tăng như thế này, bởi vì chút nữa mình đi phân tích sẽ hướng dẫn cho anh chị thấy một cái vấn đề rất là rõ đây. Bởi vì những cái phiên, những cái nhịp chạy nước rút hoặc là chạy mạnh của cổ phiếu á, bản chất cái nhịp hồi và nhịp tăng như thế này nó vẫn đạt về cái yếu tố về mặt là tìm kiếm lợi nhuận. Anh chị lưu ý nha, và cái quan trọng nhất là anh chị có nhìn được những cái điểm cân bằng của nó hay không thôi. Bản chất là những cái điểm cân bằng khi chúng ta tham gia vào cổ phiếu đó, bản chất nó không phải quá rủi ro đâu. Không nhất thiết phải chờ thị trường nó vào mạnh chúng ta mới vào, bởi vì ở một cái size khác của thị trường và một cái điểm khác á, giả sử như thị trường nè, có những cái phiên bùng nổ như thế này, cái thế của nó là một cái thế lên, nó hoàn toàn khác biệt. Và khi anh chị mua ở những cái điểm bùng nổ nó bứt phát qua khỏi cái giai đoạn này thì nó tương đối an toàn, thì cái đó không phải nói. Tuy nhiên nếu mà trong giai đoạn thị trường nó rơi xuống rồi á, ở đây là cái thế nó là đi lên nha, còn cái thế nó là rơi xuống rồi mà đi lên lại á, thì cái thế ở đây nè nó cực kỳ khác biệt. Lúc này thị trường đi lên không gặp áp lực của nhà đầu tư bị kẹp, nhưng mà thị trường bây giờ nó bùng nổ, nó đi lên là gặp áp lực của nhà đầu tư bị kẹp. Vì thế chưa chắc những phiên bùng nổ theo đã là những cái phiên nó tạo ra được những cái yếu tố an toàn cao. Nên anh chị lưu ý nha, lúc này chúng ta chỉ nên nhìn nhận thị trường ở góc độ là thứ nhất là chúng ta đánh giá theo từng phiên giao dịch và các biến động dao động của thị trường trước các yếu tố dịch bệnh, dao động của thị trường, quỹ cũng như là các yếu tố vận động của cổ phiếu là chính. Còn tránh trường hợp chúng ta cứ chờ đợi những cái phiên mà nó quá rõ ràng, chúng ta tham gia nó sẽ rất là khó. Khi thị trường nổ lên này, giả sử như thị trường nổ lên đi, thì Nam đánh giá không cao đâu, bởi vì lúc này thì cái thế của thị trường nó đi lên, nó gặp lại những nhà đầu tư bị kẹp và còn sót lại ở những cái vùng đỉnh, thì chưa chắc nó đã vượt qua được. Còn cái thế ở đây nè, nó bứt lên là nhà đầu tư không có bị kẹp ở đây, nhà đầu tư lúc này chỉ có lãi thôi, và áp lực bán của nó là đến từ áp lực chốt lời. Còn lúc này nè, thị trường nó bứt lên, giả sử nó tăng tiếp là nó đến từ hai áp lực luôn. Một áp lực là nhà đầu tư sẽ về bờ, hai là nhà đầu tư có lại trong giai đoạn phía dưới này, nó cực kỳ khác nhau. Nên anh chị lưu ý là từng cái lúc mà chúng ta ứng dụng được những cái cách dao động của thị trường tốt nhất, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng áp và ma xét một cái yếu tố về mặt là cứ phải có cái đó thì chúng ta mới tham gia. Anh chị lưu ý nha, vì thế có hôm nay có rất nhiều những cái câu hỏi mà anh chị hỏi Nam là tham gia bây giờ có rủi ro hay không, thị trường một vượt 1.300 là có tham gia hay không, thì những cái câu hỏi này nó cực kỳ khó giải đáp. Giống như hôm trước Nam hướng dẫn anh chị nhà đầu tư chúng ta tham gia dạng hơn ở quanh những cái vùng giá cân bằng ở đây, thì chúng ta là đang lo ngại, thì khi nó rõ ràng hoặc là nó bắt đầu nó trở thành những yếu tố nó rõ rệt rồi, thì chúng ta hỏi Nam về điểm tham gia cực kỳ khó để Nam giải đáp cho anh chị nhà đầu tư, bởi vì mình không phải là những người mà chúng ta mua ở trong cái trạng thái mà thị trường nó bứt thoát và nó tiến tới một cái tầm cao mới, mà ở đây nó chỉ đang trạng thái gì ạ, nó về lại những cái vùng phía trước mà nó đã từng trải qua. Hai cái trạng thái đó là cực kỳ khác nhau nha. Khi anh chị bứt đích và anh chị là bắt đầu vào những cái trận tăng mới, nó cực kỳ khác. Còn chúng ta đang từ đỉnh và chúng ta đi xuống, sau đó chúng ta hồi phục tăng ngược trở lại, nó cực kỳ khác biệt với những cái yếu tố cung cầu.
Cung cầu là sao? Cung cầu là lúc này dòng tiền nó đẩy giá thị trường lên một tầm cao mới, hút được tiền, một cái lượng tiền rất là khác. Còn trong giai đoạn này thị trường nó đi xuống rồi nó đi lên lại, lúc này nhà đầu tư lại ở trong một cái thế khác của thị trường. Vì thế chúng ta lưu ý là trong từng cái thời điểm giao dịch của thị trường, chúng ta có những cái cách giao dịch khác nhau. Có lúc anh chị cần phải đánh đổi. Đánh đổi với cái gì? Đánh đổi với cái rủi ro và đồng tiền của mình để mình có thể tìm kiếm lợi nhuận. Còn nếu mà chúng ta cần chờ đợi một sự rõ ràng nhất định của thị trường thì có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi rất là lâu. Bởi vì để mà thị trường ta bứt thoát giống như trong giai đoạn này chẳng hạn, để nó bứt đỉnh, để nó chạy vào pha mới thì anh chị phải chờ nó lên 1420. Mà làm sao mình biết nó có thể lên trên này được hay không? Đó là một cái rất là khó. Làm sao mình biết nó có thể lên được cái vùng này? Làm sao mình biết là khoảng một tháng rồi nó có lên được hay không? Hoặc là một số anh chị họ nào mà cầm từ giờ tới cuối năm nó có về đỉnh cũng không ai giải đáp những câu hỏi này cả. Mình chỉ biết là ở trong giai đoạn này nè, thị trường rớt xuống chiết khấu cân bằng thì chúng ta có thể giải ngân thế thôi. Còn bây giờ nói về một cái yếu tố chắc chắn của thị trường là chắc không ai chắc chắn cả. Thứ hai nữa là hôm nay mình có rất là nhiều câu hỏi trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Một số anh chị nhà đầu tư hỏi là họ Nam là về điểm mua cổ phiếu, lúc này là nên mua con nào, là một. Cái thứ hai nữa là anh chị hỏi Nam là cái cách mà Nam giải ngân cho nhà đầu tư ở room như thế nào, là hai. Thứ ba nữa là mình nhìn nhận cổ phiếu như thế nào để mình có thể giải ngân. Thì anh chị lưu ý là hôm nay Nam sẽ giải đáp một số cái câu hỏi để anh chị có thể hình dung được là cái cách mình hướng dẫn cho nhà đầu tư ở room nó cũng không khác gì cái cách mình hướng dẫn cho anh chị trên YouTube cả. Vì thế anh chị lưu ý nha. Có khác thì đôi lúc là mình sẽ cân đo đong đếm với một số cái điểm thôi, còn bản chất là mình hướng dẫn anh chị trên YouTube mua bán như thế nào thì mình cũng hướng dẫn nhà đầu tư bên mình mua bán như thế. Thì chút nữa mình sẽ sâu lại một số cái nhận định của mình cũng như là một số cái cách bị mua để mai mốt anh chị thấy thì anh chị vẫn có thể là chúng ta đóng góp được cái kinh nghiệm cho bản thân để chúng ta có thể là mình trong một cái giai đoạn tiếp theo mình thấy nó tương đồng như vậy thì mình vẫn có thể áp dụng cái cách giải ngân này cho mình một cái kinh nghiệm, cũng như đây là một trong những cái cách mà mình đánh giá là khi mình tham gia như thế thì mình cực kỳ an toàn. Anh chị lưu ý nha, quan trọng nhất là lúc nào anh chị tham gia trên thị trường thì mang yếu tố an toàn cao thì nó sẽ tốt hơn là cái việc mà chúng ta sẽ đánh vào một điểm nào đó. Lúc này chúng ta cũng phải chia đợt, và trong từng cái cách giao dịch nó sẽ có những cách giao dịch khác nhau. Giả sử như thị trường bứt đỉnh ở đây nè, bước vào một trong những cái nhịp chạy tăng mới, anh chị tham gia bao nhiêu cũng được cả. Nhưng đối với một cái thế khác của thị trường thì chúng ta phải có những cái cách và những cái hệ thống từng lúc mà nó ứng xử phù hợp với cái cách dao động của thị trường tại thời điểm đó. Thời điểm bứt đỉnh khác với thời điểm mà từ đỉnh đi xuống cân bằng về đáy và đi lên, hai cái thời điểm đó nó cực kỳ khác nhau nha. Vì thế anh chị lưu ý giúp Nam. Thì đối với thị trường ở đây nè, anh chị thấy là trong cái phiên này á, bản chất là những anh chị nào mà chúng ta coi YouTube của Nam trong thời gian vừa qua thì Nam nghĩ là cái dao động này nó không phải là quá bất ngờ, bởi vì nó vào những cái form mà Nam nói. Thứ nhất á, là thị trường nó đã cân bằng, thì xác suất nó tăng giá là có. Thứ hai, nó đã tạo được một cái phiên bùng nổ và vượt qua những cái vùng mang yếu tố tâm lý cao, tức là vùng 1003 bản chất nó chỉ là vùng tâm lý thôi chứ không phải là vùng về điểm số đâu. Bản chất là thị trường nó chỉ mang yếu tố tâm lý, anh chị hình như thế, tức là vùng đấy gọi là vượt qua vùng tâm lý. Thì lúc này anh chị lưu ý nha, thị trường vượt qua vùng tâm lý là tâm lý của chúng ta bắt đầu cởi mở hơn rồi, bắt đầu chúng ta nghĩ về cái yếu tố là thị trường bắt đầu nó tốt hơn rồi, anh chị lưu ý nha. Vì thế đó là một trong những trạng thái Nam đánh giá là rất là tốt. Thì khi thị trường nó bứt thoát qua một cái vùng tâm lý nào đó thì xác suất nó retest cái vùng này lại tương đối cao. Tuy nhiên anh chị hình dung như thế này nè, bởi vì nó đã thoát qua rồi thì các yếu tố retest ở đây nè nó chỉ là retest ngắn thôi. Thí dụ như thị trường bước qua một kháng cự là vùng 1003 là vùng tâm lý thì nó sẽ có retest ở đây. Yếu tố retest này đến từ lúc nào? Đến từ những nhà đầu tư người ta đang bị kẹp ở trong giai đoạn này là một, đến từ những nhà đầu tư có lãi trong giai đoạn này là hai. Thì lúc này thị trường sẽ có yếu tố retest này, nhưng mà thị trường retest nên đánh giá sẽ không có quá nhiều những cái yếu tố gọi là lâu, tức là có thể nó test trong phiên sau nó sẽ tăng tiếp. Nên anh chị không có phải quá lo lắng về việc là thị trường nó giảm xuống thì nó có lo ngại không, thì Nam nghĩ là nó không phải lo ngại đâu. Nó chủ yếu là nó sẽ retest theo dạng tâm lý để áp lực nhà đầu tư chốt lại người ta bán ra, hoặc là nhà đầu tư hòa vốn người ta bán ra, sau đó thị trường sẽ lại có những cái nhịp hồi phục và tăng tiếp. Thì cái target của Nam đối với cái sóng này nó phải lên tới cái vùng khoảng 1350, thì nó lên tới trên này thì mình mới có thể tính toán tiếp được là cái việc thị trường nó sẽ vận động thế nào tiếp theo. Lên đây rồi nó giảm xuống hay là lên đây tích lũy để nó tăng tiếp thì tới đó mình tính. Tuy nhiên target của Nam đối với cái thời điểm này là khoảng 1350, đó là một trong những cái điểm mà cái nhịp này thị trường từ 1220 điểm là đáy đi chẳng hạn, chúng ta xác định là điểm thấp nhất, lên 1350 nó tăng khoảng 130 điểm thì lúc này thị trường mới bắt đầu nó chuyển sang một cái thế mới, thế đó vẫn có thể là thế đi xuống. Vì thế các yếu tố này anh chị lưu ý là chúng ta chỉ canh lên trên này rồi chúng ta sẽ tính vào một cái trận mới, tùy vào các dao động của thị trường tại thời điểm đó như thế nào chúng ta mới tính. Còn lúc này chúng ta giải ngân như thế nào thì xin thưa với anh chị nhờ tới điểm giải ngân phù hợp và an toàn gần như nó đã hết. Nếu anh chị nào mà chúng ta chưa biết những cái điểm mua
dao động như thế nào thì anh chị có thể coi là cái video này hướng dẫn cho anh chị nhau từ ngày 29 tháng 7 nè, mua rải đinh tại những cái vùng cân bằng như thế nào. Còn lúc này thị trường nó đã bung lên rồi, lúc này là cái biên lợi nhuận của những nhà đầu tư chúng ta mua tại vùng cân bằng nó có rồi, thì nhà đầu tư tham gia phía sau thì em nghĩ là nó sẽ rất là khó, tức là chúng ta sẽ gọi là trâu chậm thì thông thường là sẽ uống nước đục. Anh chị hình như thế thì bắt buộc là anh chị phải chờ đợi. Còn nếu mà anh chị tham gia phía sau thì em nghĩ là anh chị sẽ gặp rất nhiều áp lực chốt lại từ những nhà đầu tư đang có lãi ở thời điểm hiện tại nếu họ bắt về những cái vùng giá thấp. Anh chị lưu ý nha, vì thế xác suất thị trường ta mà cái phiên ngày mai, bởi vì là phiên thứ sáu vừa rồi nó có những cái nhịp và review về quỹ á, thì thông thường nó sẽ có những cái nhịp kéo ảo trong ETC, thì thông thường là qua ngày mai thì nó sẽ có những trạng thái gọi là trả điểm và gặp áp lực chốt lại ngắn hạn của những nhà đầu tư chúng ta có lại trong cái một tuần vừa qua. Thì anh chị lưu ý xác suất thị trường retest vào 1300 là rất cao. Tuy nhiên retest vào đây không phải là cái mà chúng ta quan tâm, anh chị không cần quan tâm về chỉ số VN Index nữa. Bây giờ cái mà anh chị cần làm là focus vào những cổ phiếu nó gặp cái vùng bán ở đâu mà anh chị xử lý. Thế thôi, chúng ta không nói về những cái điểm số VN Index bởi vì nó đã tăng rồi, nó đã thu hẹp biên độ, nó đã cân bằng, nó đã bung giá rồi, thì những cái này nó đã xong. Thì nó đã bung giá thì chắc chắn nó sẽ có yếu tố retest, và cái yếu tố retest này chúng ta không quan tâm về chỉ số của thị trường bởi vì nó có thể retest về chỉ số thôi. Còn bản thân những cổ phiếu anh chị cần phải quan tâm tới cái vùng nào nó bị bán để chúng ta canh chốt, chứ không phải là đến thời điểm hiện tại chúng ta quan tâm quá nhiều với chỉ số của thị trường. Bởi vì rất nhiều cổ phiếu nó đang vào những cái form, vẫn là có những cổ phiếu đang trong những cái đà tăng, có những cổ phiếu đang trong cái đà là nó sẽ bị bán, có những cổ phiếu nó đến cái vùng nó đã gặp cái lực bị bán rồi. Là anh chị lưu ý giúp Nam chút nữa mình đi phân tích để mình sẽ cho anh chị thấy là những cái vùng nào cổ phiếu lên tới đó nó sẽ bị bán, để anh chị canh mà anh chị cơ cấu hoặc là anh chị xử lý cái danh mục của mình sao cho nó phù hợp. Còn các điểm mua ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn nó sẽ không phù hợp. Anh chị hình dung như thế nha. Thì đó là một số anh chị hỏi Nam là cái điểm mua cổ phiếu, thì Nam xin thưa với anh chị nhà đầu tư là rất nhiều cổ phiếu nó chạy trong ngắn hạn T3, T5 hoặc là một tuần vừa qua nó ăn được 5-70%, nói gì nói chứ chúng ta lỗ trong giai đoạn này mà ăn được lại 5-70-15% trong cái giai đoạn này là cực kỳ quý giá. Nên anh chị lưu ý nha, ăn được là chúng ta đã thành công rồi, bé hút rồi. Anh chị lưu ý giúp Nam. Thì các vấn đề này xác suất thị trường retest năm nay giá sẽ cao, nhưng mà cái mà anh chị cần làm là chú ý tới cổ phiếu mà chút nữa đang phân tích để anh chị thấy được là những cái vùng nào nó bị bán là chúng ta quan tâm thôi. Còn điểm mua thì cái vùng cân bằng của nó đã xong rồi, một số cổ phiếu nó cân bằng rồi, nó tăng rồi, thì lúc đó nó tăng rồi là lúc đó là không có tham gia được nha. Bởi vì lúc nhịp tăng đó là nó sẽ tạo cái tâm lý gọi là FOMO, mà cái tâm lý FOMO đó nó sẽ tạo cho những nhà đầu tư vào sau họ đã bắt buộc phải mua giá cao, thì lúc đó là những cái thời điểm rất đẹp mà cổ phiếu nó về tới những cái vùng mà nhà đầu tư về bờ này, nhà đầu tư có lãi này, lúc đó anh chị cần phải đứng vào một cái phía góc độ khác của thị trường, chứ chúng ta không đứng ở cái góc độ là chúng ta sẽ FOMO theo nhà đầu tư đám đông. Thì anh chị lưu ý ha. Cái thứ hai nữa thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư một số cái yếu tố mà anh chị hỏi Nam là mình có hướng dẫn trong room mua những cổ phiếu nào, hoặc là các yếu tố về mặt là giải ngân ra làm sao. Thì ở đây thì Nam sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư một số cái kinh nghiệm cũng như là cái cách mà trong một tuần vừa qua bên mình hoạt động như thế nào, để mai mốt anh chị cảm thấy nếu mà anh chị cảm thấy nó phù hợp hoặc là anh chị cảm thấy nó cũng vào cái yếu tố mà phù hợp với giao dịch của bản thân, thì anh chị vẫn có thể đúc kết được cái kinh nghiệm đó để mình có thể tìm kiếm lợi nhuận, cũng như là mình cũng có thể là mình có những cái giao dịch tốt hơn trong giai đoạn tới. Thì anh chị hình dung nè, gần như là trong tuần vừa qua là 26 tháng 7 nè, 26 tháng 7 là cái ngày thứ hai đó, đúng không, 26 nè là thứ hai nè, Monday này đúng không? Thứ hai tuần vừa rồi thì gần như là bên mình là một tuần là nó có khoảng dao động cái giai đoạn này của thị trường. Từ đây này, tới đây này, bên mình là chỉ mua thôi. Mua trong giai đoạn này, bởi vì là mình đã bảo vệ cái quan điểm của mình, thì thị trường nó là quan điểm thôi mà. Ai cũng có góc nhìn, người lên, người xuống thì nó mới tạo ra thị trường, chứ ai mà cũng xuống cả. Thì làm sao thị trường nó tạo ra cung cầu, thì ai cũng bán, ai mua. Nên anh chỉ lưu ý là thị trường nó là quan điểm, và cái quan điểm của ai thì cái quan điểm như thế nào cho nó phù hợp, thì anh chị lưu ý là thị trường này chỉ có ngồi đoán thôi, ai đoán đúng nhiều thì người đó sẽ kiếm được lãi, còn ai đoán chật nhiều thì người ta mất tiền, thị trường nó chỉ là lãi lỗ. Và bản chất thị trường nó luôn đúng, là anh chị lưu ý nha. Thì trong một tuần vừa qua trong giai đoạn này là gần như bên em chỉ mua thôi, bên em chỉ mua trong cái giai đoạn tuần vừa qua. Ví dụ như đạm Phú Mỹ nè, đó mình thăm dò nè, anh chị mua nè, đợi nổ gia tăng nè, Nam Long nè mình cũng mua thêm, vùng giá dưới 42 chẳng hạn, Hòa Phát là mình canh mua thêm. Tức là trong ngày 26 này, ngày 26 trong cái giai đoạn thứ hai là mình mua rất là nhiều trong cái giai đoạn thị trường rút chân ở đây này, là mình bắt đầu tham gia, bắt đầu thăm dò rất nhiều cổ phiếu, giống như cái cách mà mình hướng dẫn anh chị nhà đầu tư ở những cái vùng cân bằng ấy. Thứ hai nữa là có một số cái yếu tố này anh chị lưu ý nhé, thí dụ như VND này chủ động gia tăng này, CTG là bên mình mua này, ngày 27 là bên mình mua rất nhiều này, các cổ phiếu đó mình bắt đầu mình mua hết, anh chị lưu ý nha. Còn các giai đoạn phía dưới này nè, đạm Phú Mỹ tiếp tục mua gia tăng này, cũng giống như anh chị là mình sẽ mua một cái điểm trước, sau đó nó nổ lên đúng vào cái form của mình,
hệ thống giao dịch phù hợp là mình sẽ mua gia tăng. Ví dụ Đạm Phú Mỹ mua gia tăng này, Liên Việt là mình mua thăm dò, anh chị thấy không, thăm dò 2-3 năm này. Thì anh chị lưu ý nó cũng giống như là những cái mà mình hướng dẫn cho một số anh chị nhà đầu tư. Chúng ta làm gì ạ? Chúng ta tham gia trong cái giai đoạn thị trường cân bằng rồi. Thì cái nhịp cân bằng này Nam đánh giá nó sẽ rất là tốt cho một cái nhịp tăng cũng như là một cái nhịp tiếp theo của thị trường để tiến đến 1.350 ở đây. Anh chị lưu ý giúp Nam nha. Thì đối với cái giai đoạn này á, trước mắt thì là cái hướng giao dịch là nó sẽ giao dịch như thế. Có những lúc chúng ta sẽ vào một cái điểm bùng nổ của thị trường và chúng ta vào rất mạnh bởi vì đó là sự xác nhận. Nhưng có những lúc chúng ta phải thăm dò và chúng ta dò mìn và chúng ta ném đá dò đường xem nó nằm ở đâu và nó vào đúng cái form ta là chúng ta đánh gia tăng này. Và khi chúng ta đánh gia tăng rồi chúng ta sẽ càng an toàn hơn. Và bởi những cái điểm trước đó chúng ta đã có lại. Anh chị lưu ý vì thế một tuần vừa rồi thì cái phiên này Nam đánh giá là một phiên giao dịch rất tốt, đóng cửa một cái nhịp tăng 64 điểm ở đây này, nó phụ định lại toàn bộ hai tuần giao dịch giảm điểm ở đây, nó cũng là một trong những trạng thái Nam đánh giá cực kỳ ok. Nó có một cái tuần rơi này đó, đây là một cái tuần rơi của thị trường này, anh chị tưởng tượng thị trường ra một tuần rơi này, một tuần cân bằng này đó, một tuần cân bằng và một tuần tăng giá, vùng đây là vùng tăng giá đó, nó trải qua ba tuần giao dịch rất là khốc liệt, tuần rơi mạnh nè, đó là tuần hồi phục loạn, vùng tuần này là tuần tăng đó, thị trường nó giao dịch rất là hay. Anh chị lưu ý giúp Nam thì đối với trong những cái dạng giao dịch này thì anh chị cứ tiến tới target rồi mình tính thôi, mình không tính quá dài đối với thị trường bởi vì mình không phải là dân đầu tư, mình chỉ là những nhà đầu cơ hoặc là kinh doanh chứng khoán. Vì thế là trong ngắn hạn mình thí dụ như target của mình một cầm một cổ phiếu khoảng 15-20% mình bán trong ngắn hạn 5 ngày 3 bữa mà ăn được 10-15% là mình cũng đã rất là happy rồi. Anh chị lưu ý nha, vì thế mình không có kỳ thị đối với cái dạng mà giao dịch như thế nào của thị trường nó đạt tới target sớm là mình phải nhả, mà nó đạt tới target trễ thì mình sẽ chờ. Anh chị lưu tâm một số vấn đề đó. Thế thì bây giờ thị trường á mà nó đã ở trong trạng thái mà giống này Nam nói thì nó sẽ có một trạng thái retest là 1.300 ở đây nè. 1.300 sau đó nó sẽ có những cái trạng thái mà nó hồi phục trở lại á, thì mình sẽ không quan tâm quá nhiều tới chỉ số thị trường bởi vì nó đã bước qua được rồi. Thì một trạng thái này là một trong những trạng thái Nam đánh giá sẽ tương đối tốt cho những cái tâm lý tích cực hơn trong cái giai đoạn tuần tiếp theo. Tuy nhiên cái mà anh chị cần làm là tập trung vào những cái cổ phiếu nó sẽ gặp những cái vùng bị bán, thì anh chị lưu ý những cái vùng mà cổ phiếu nào nó bị bán mà anh chị cần phải lưu tâm, chứ chúng ta không quan tâm quá nhiều về cái VN Index này nha. Anh chị lưu ý giúp Nam. Thế thì bây giờ mình sẽ vào mình phân tích một số cái dòng cổ phiếu trên thị trường nó dao động như thế nào để chúng ta biết được là cái cổ phiếu đó nó đi tới đâu và target của nó ở đâu để chúng ta canh bán. Bởi vì điểm mua thì đã hướng dẫn rồi, còn những cái điểm canh bán nó như thế nào thì Nam sẽ hướng dẫn cho anh chị nhiều tôi tiếp tục nhé. Đầu tiên chị nhìn vào BIDV thì nhìn chung là con này nó trước mắt nó lên tới cái phiên vừa rồi cuối tuần nó ra một cái tin Nam đánh giá là rất là tốt cho cái gọi là tin tức phù hợp. Nhìn chung là cái thế mà nó đang lên tới vùng giá 42.5. Tuy nhiên anh chị đừng kỳ vọng quá nhiều lên tới đây, Nam nghĩ anh chị nên canh bán bởi vì đây là cái vùng mà cổ phiếu là lấp gáp. Nó đã bắt đầu là nó sẽ thể hiện một cái việc mà tổ chức người ta làm gì, vùng đây là vùng gom hàng ngắn hạn của tổ chức thì nó sẽ đánh lên đây để gặp những nhà đầu tư người ta có nhu cầu bán ra. Thì anh chị lưu ý giúp Nam đây là một trong những cái vùng gọi là kháng cự, thì anh chị canh bán con này quanh giá 42.5. Giả sử nó lên thế này là tích lũy lại được thì mình tính, nếu nó không tích lũy lại thì thôi. Anh chị lưu ý đó là BIDV. Nhìn chung là những cổ phiếu nó úp xa lên để bán chứ không phải là định mua đâu. Cái thế của nó là thế xuống mọi người. Tiếp theo là gì? ACB. Nói chung là phiên vừa rồi ACB được mua khoảng 3 mấy triệu cổ phiếu vào trong review một số quỹ và đóng cửa mức giá 36 như thế này thì Nam nghĩ ngày mai nó sẽ giảm điểm. Bởi vì cái phiên này ATC nó kéo lên là hơi gắt nên hôm ra là ngày mai mà nhà đầu tư có lãi họ sẽ canh ra họ bán ngay. Anh chị lưu ý thì Nam nghĩ là cái vùng này là cái vùng cổ phiếu nó bị bán, giống như hôm trước Nam có nói với anh chị. Cái vùng này là vùng kháng cự nha. Mà đã là kháng cự thì lên trên này anh chị không bán sẽ gặp rất nhiều nhà đầu tư khác bán. Giống như bên Nam con này tăng lên là đã bán nhưng bây giờ mua cả. Vì mình mua là mình tham gia quanh những cái vùng dưới này nè. Còn lên trên này là mình bán ngay. Trong ngắn hạn mà nó lên từ 32 nè, 33 nè, lên tới 36 nè, anh chị biết được bao nhiêu phần trăm? Khoảng cỡ 10% rồi. Mình còn kỳ vọng gì nữa, anh chị cũng tưởng tượng đi. Cũng là một cái biên giá đó mà nó lên từ 30 lên 3, từ nè 28 lên 32 khoảng cỡ 4 giá đi. 4 giá đúng không? Thì trong giai đoạn này nè, nó mất một khoảng thời gian rất lâu nó mới lên được. Còn lúc này nó chỉ có vài phiên nó lên được như thế này là mình phải bán ngay. Bởi vì trong ngắn hạn lúc nào cái tâm lý nhà đầu tư á mà họ có lãi trong ngắn hạn họ sẽ nhả ngay. Bởi vì người ta biết là họ không bán thì cũng gặp rất nhiều nhà đầu tư khác người ta bán ra. Nên anh chị lưu ý một số mã cổ phiếu mà giúp ACB lên đây là để bán hay mua. Mình mà lên đây là mình bán liền. Mình bán. Bởi vì là mình cũng có target của cổ phiếu, mình không có nắm dài, mình ăn được ngắn hạn là mình nhả thôi. Vì thế những cổ phiếu như ACB thì đang nghĩ vùng này không phải mua, vùng dưới đây mới là mua nè. Còn lên trên này là nên canh chút lại đi. Ví dụ như vận động tích lũy tốt thì đánh, thì mình vào sau phần giai đoạn này là mình sẽ chốt lại. Bởi vì chốt lại không bao giờ xa cả. Hát đại văn, những con này thì chưa tới cái điểm chốt lại thì mình chờ. Cái target của cổ phiếu là nó phải lên từ vùng giá trên 35 thì mình mới tính tới cái việc là mình canh bán.
Vì thế những cổ phiếu này nếu anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm mà vị thế tốt thì anh chị cứ cầm chờ lên mắc giá trên 35 thì mình thanh nhẹ ra. Anh chị lưu ý vùng này mới là vùng cổ phiếu sẽ bị bán. Quanh 35 36 là cái vùng cổ phiếu bị bán. Tiếp theo là gì ạ? CTG. Con này nó đã tăng trước này, giảm trước này. Từ vùng giá 32 này, lên vùng giá 34 đến 5 thì ta có nói là con này nó sẽ có một cái gap ở đây nha. Khi cổ phiếu mà lấp từ cái gap này thì đây sẽ là một cái lực bán rất mạnh của cổ phiếu trong ngắn hạn, vì thế xác suất nó sẽ retest. Khi nào nó retest ở đây thành công thì mình mới đánh, còn cái giai đoạn này em nghĩ lúc này là target ngắn hạn của cổ phiếu. Nó phải lên trên này trước, kiểm tra xong ok nó sẽ đánh lên tới vùng tiếp là 36. Tiếp theo là 38. Nhưng mà cái vùng này ok không thì mình không biết, nhưng trong ngắn hạn cái vùng này cổ phiếu sẽ gặp áp lực bị bán. Dòng tiền nó có vào nhưng mà cổ phiếu là lấp gap và điều chỉnh trở lại là một trong những cái yếu tố cực kỳ cần thiết. Bởi vì ở đây này có rất nhiều nhà đầu tư lúc mà mở gap người ta không bán được. Bây giờ nó thỏa mãn cái điểm bán của họ thì họ sẽ canh bán ra thôi. Vì thế nó mang yếu tố tạo gap ở đây. Những cổ phiếu này đang nghĩ là úp lên, vùng này trước mắt là bị bán, retest lại rồi mình tính. Nếu là hôm trước tôi nói anh chị nào, những cái con này mà lên tới giá 3 4 5 thì cứ nhả cái đã. Không nhả nhiều thì cũng nên nhả ít. Nhả ra để làm gì? Để canh tích lũy lại mới đánh, lỡ mà nó retest lại ở đây nữa thì sao? Sao mình biết được? Nếu mình biết mà nó lên trên này nó bứt lên tiếp thì nó quá đơn giản, nhưng mình chỉ đo được nó lên tới đây thôi. Còn vấn đề mà phía sau có thể lên tiếp hay không mà tùy vào sự thể hiện của nó trong những phiên tiếp theo. Còn tới đây Nam nghĩ nó sẽ đứng. Lúc này cổ phiếu sẽ cần phải tích lũy trở lại, nó sẽ kìm hãm cái đà tăng của VN đó. Anh chị lưu ý đó, CTG nha. MBB này. Những con này bắt đầu lên tới những cái vùng mà Nam đánh giá là vùng kháng cự rồi. 29-30 là cái vùng target ngắn của con MBB. Lúc này cổ phiếu trong ngắn hạn đã từ mức giá 26 này lên mức giá 30, anh chị tưởng tượng là bao nhiêu phần trăm? 15 hoặc 13%. Giả sử một cái nhịp chảy rút của cổ phiếu đi, anh chị nhìn nè, đây đây là một trong những cái pha chảy rút của cổ phiếu. Rất lâu mới tìm được những cái pha chảy rút như thế này, nhưng mà đối với một nhịp hồi như thế này nó cũng có một cái nhịp từ 26 lên được 30. Nên anh chị đừng có, mình không nên là mình kỳ thị hoặc là mình phải mình đánh giá thấp những cái nhịp hồi như thế này, bởi vì những nhịp hồi như thế này trong ngắn hạn ăn rất nhiều so với những nhịp tăng. Và nó tăng lúc này là cái yếu tố nó còn tương đối tốt hơn là những cái nhịp chảy rút, và nhịp chảy rút nó rất là kinh. Còn trong giai đoạn này cổ phiếu hồi phục lên thì Nam nghĩ nó sẽ vẫn còn ổn, anh chị lưu ý nhé. Vì thế cổ phiếu này nó sẽ tiến tới, sắp nó sắp tới cái vùng giá 29-30 là cái vùng cổ phiếu nó sẽ bị chốt. Vì thế đây là vùng kháng cự thì xác suất cổ phiếu nó sẽ gặp điều chỉnh hoặc là tích lũy trở lại cao hơn là cái vấn đề nó sẽ bứt qua được mức giá 30 trong ngắn hạn. Lúc này là nếu nhà đầu tư mà có lãi, Nam nghĩ anh chị nên bán ở đâu đó khoảng 20-30% hoặc là chốt bớt đi và chờ đợi cái giai đoạn tích lũy tiếp theo thì mình đánh. Giả sử nó tích lũy không thành công, bởi vì đây là một nhịp hồi mà đi lên gặp kháng cự nè, nó khác biệt so với cái giai đoạn này nha. Ví dụ giai đoạn này nè, cổ phiếu nó băng băng chạy, nó không gặp nhiều cái yếu tố mặt là lực bán, nhưng mà lúc này nhà đầu tư kẹp ở đây cực nhiều mà lên trên này mình biết chắc gì nó hấp thụ thành công, mà mình cứ nắm giữ cứ khư lên trên này là mình phải canh ra cái đã. Mình cứ có lãi bỏ túi, còn ai mà nhà đầu tư nào mình cảm thấy là cổ phiếu nó xứng đáng ở mức giá nào đó cao hơn thì mình cầm nắm, còn đối với mình thì mình chỉ quan trọng lại lỗ thôi và mình chỉ ăn biên độ giá của cổ phiếu, chứ mình không hề có nhu cầu đầu tư hoặc là cầm nắm quá lâu. Anh chị lưu ý nha. Techcombank, những mã này thì mình không đánh giá cao. Nó có một cái vùng bị bán là 51, 52, tức là ngay cái vùng kháng cự của nó, và anh chị thấy khối lượng của nó vào rất là thấp, bản thân những con này bị kẹp rất là nhiều. Nên là nếu anh chị nào có thì mình canh lên trên này mình cầm, mình quan sát thêm. Nhìn chung vùng đó là vùng bị bán. Vietcombank, những mã này thì chưa được lắm, cái quá trình mà dao động phí đáy này, khối lượng thấp này, dòng tiền chưa vào và cái thế của nó xuống quá nặng, thì thông thường những mã cổ phiếu này thì mình không nên tham gia. Dòng tiền đó mình còn có thể chọn những mã cổ phiếu tốt hơn. VPBank này, nó hồi được vùng giá 60 là target ngắn này, 64 là cái vùng bị bán rất mạnh của cổ phiếu nha. Anh chị nào mà mình có hàng mình canh con VPBank là mức giá 60 64 ở đây, là lấp được cái gap ở đây, thì đang nghĩ anh chị nên canh mà xử lý cổ phiếu, mà mình cần đảo qua cổ phiếu khác nữa tốt hơn. Về con này nhà đầu tư đang nghĩ sẽ bị kẹp rất nặng, bởi vì trong giai đoạn này họ bị kẹp rất nhiều rồi. Anh chị lưu ý STB, cái thế con này thì tốt hơn. Phía trước nó tạo một phiên tích cung đẹp này. Phiên đó là phiên tiền nổ này, bắt đầu nó lên gặp tới những cái vùng kháng cự trong ngắn hạn thì nó sẽ hấp thụ dòng tiền có vào và đợi giá ở đây, nên đánh giá rất là tốt. Thì target mã này đâu đó ngắn hạn khoảng mức giá 32, nó lên trên này nó sẽ kiểm tra đỉnh cũ ở đây. Nếu mà nó kiểm tra thành công á và nó tích lũy được và bứt tiếp qua mức giá 34 thì nó vào một con sóng mới. Nếu không thì đây chính là một cái cổ phiếu mang yếu tố ba đỉnh nha. Không có kỳ vọng gì quá nhiều, cứ lên trên này bán cái đã, rồi khi nào mà nó tích lũy tiếp tính sau. Nhưng mà ở thời điểm ngắn hạn nó đang tốt. Thứ nhất là cái lợi nhuận của nó đang rất là support cho một quá trình tăng giá ngày mai. Thứ hai là khối lượng của nó vào hấp thụ quanh vùng giá kháng cự là rất là tốt, tức là lên trên này nhà tư về bờ này, họ bán ra mà dòng tiền hấp thụ và khối lượng lớn như này, đánh giá tương đối ok và thành công. Nó đã có một cái nhịp tích cung ở đây rồi. Anh chị lưu ý đây là một số cái điểm của cổ phiếu STB. Úp lên giá 32 thì cứ ra cái đạt, cái nào tốt là tính sau.
không có nhất thiết là mình phải cầm 38-40, không biết được. Lên trên này nó gặp đỉnh trước nè, không thành công là ba đỉnh nha anh chị lưu ý, là ba đỉnh là cổ phiếu sẽ đi rất là nặng đấy. SHB phiên vừa rồi SHB dòng tiền vào tương đối tốt nha, dòng tiền vào đẩy giá lên 278 như thế này tương đối ok. Nhìn chung là có dòng tiền vào, nó thay đổi được cái giai đoạn tích lũy và khối lượng thấp vào đây. Lúc này dòng tiền người ta có vào đánh lên rồi thì đang nghĩ nó sẽ có một nhịp chạy trong ngắn hạn. Liên Việt, nhưng mà cổ phiếu nó cân bằng quá tốt và nó đã trong một trạng thái là đi ngang quá lâu, đi tới khoảng từ tháng 6 tới cuối tháng 8 như thế này, cuối tháng 7 đầu tháng 8 là khoảng 2 tháng cổ phiếu mà dao động theo dạng tích lũy và đi xuống như thế này thì đây chính là vùng cân bằng này. Mình chờ mãi thì bên mình mới mua cái phiên này nè, phiên này là phiên bên mình mua này. Liên Việt là 23 năm này, ngày 29 tháng 7 này, là bên mình mua này. Ngày mai là phiên này nhé, 29 tháng 7 là phiên này nè. Đấy, bên mình mua phiên này 23.5 cộng trừ 2 like là bên mình mua trong cái dạng giá ở cái vùng cân bằng này, giống như hướng dẫn cho mọi người trên YouTube đó. Anh chị mà coi YouTube của Nam, Nam cũng nói con này là vùng cân bằng này thì mình mua thôi. Giả sử như mã này nó tốt là mình sẽ đánh gia tăng tiếp. Vì thế những cổ phiếu này hiện tại này nó là tăng khoảng cỡ được 10% từ giá mua rồi á, thì lúc này mình sẽ canh đây khoảng 10%. 7-8% thì cái giai đoạn mà cái cổ phiếu này mà nó tích lũy lại thêm 1-2 phiên có thể đánh gia tăng được. Vì thế anh chị lưu ý là dòng tiền nó vào trong giai đoạn này thì target đầu tiên của nó sẽ phải ở mức giá 28. Anh chị lưu ý đó là Liên Việt nha. Dòng tiền trong giai đoạn này của Liên Việt đang đánh giá là tương đối tốt. Tiếp theo là gì ạ? VIP. Đấy, thì trong giai đoạn này anh chị cứ ráng chờ đi, kẹp thì ráng chờ, nhưng mà cổ phiếu này mình không có mua. Nó lên khoảng mức giá 40-45 là có thể canh ra đi, bởi vì lúc này cổ phiếu nó là rơi rất nặng rồi. Nó đã có những cái nhịp bán lớn như thế này thì mình không nên kỳ vọng quá nhiều. TV Bank canh lên mức giá 36 nhé, vùng này cổ phiếu sẽ bị bán rất mạnh đấy. Lúc này cái thế của cổ phiếu không phù hợp cho anh chị cầm nắm nó quá lâu, bởi vì lúc này nó lên này tạo nền ở đây ngắn mà đi lên đây rất là nhanh đó, thì anh chị lưu ý là xác suất nó retest ngay được giá 34 mà nó chạm 36 retest 34 thì rất nhanh, hạn chế mua đuổi đối với những mã cổ phiếu như TB, NVB này. Những con này có game là đánh rất sốc thì anh chị có lại canh ra ngay, đừng kỳ vọng nó quá nhiều. Trong ngắn hạn nó đã tăng từ giá 17 lên mức giá 22 là cực cao rồi, anh chị không bán những nhà đầu tư có lãi với họ đua xe ở trong giai đoạn này nè, họ sẽ bán ra ngay. Nếu đó anh chị mà có lãi em nghĩ anh chị nên canh nhả đi, tăng 30% trong 3-4 phiên rồi, mình còn chờ đợi gì nữa, không biết là chờ đợi điều gì cả, nhưng mà em nghĩ là anh chị nên canh ra được rồi. MSB, cái thế cổ phiếu thì hiện tại đang vẫn rất tốt, vùng giá sắp tới là trên 30 là vùng sẽ bị bán. Anh chị lưu ý đối với cổ phiếu MSB là vùng đây là sẽ bị bán, nó sẽ cân bằng rất lâu, nên lúc đó là anh chị nên canh đưa cái trạng thái là gọi là mình là hiện thực hóa cái lợi nhuận, và mình sẽ chờ đợi các trạng thái tiếp theo của cổ phiếu để mình tiếp tục có tham gia nó hay không. Giả sử cùng một mức giá khoảng 30.5 anh chị ra mà nó tích lũy lại, mai mốt anh chị mua lại 30.5 nó vẫn an toàn. Tuy nhiên nếu nó lên 30.5 ở đây nè mà anh chị không bán đúng không, anh chị vẫn chờ, giả sử như nó thị trường có biến cố nó sẽ retest ngay vào mức giá 28 là coi như anh chị đã công cốc. Dù gì tiền mà nó còn nhảy trên bảng giá thì nó vẫn là tiền ở trên ảo, khi nào nó đưa về túi của anh chị đó mới là dòng tiền thật, anh chị lưu ý nha. OCB này, những con này bứt gap như thế này là cơ hội rất tuyệt để anh chị bán, còn cái quá trình con này phải retest gap vào đây và chờ đợi rất lâu, rồi phiên này là một phiên sắc cao lớn, anh chị lưu ý mở gap rất mạnh nè, khối lượng thì lớn và bị bán to, nên là những cổ phiếu mà retest gap thành công thì mới tính, mà không thành công thì mình phải chờ đợi tiếp. ABB này, những con này sẽ lên mức giá 22 như năm vẽ cho anh chị đầu tư trong ngắn hạn. Nó lên trên này nó sẽ gặp những áp lực bị bán, vì thế anh chị canh xử lý nó. Trong ngắn hạn nó đã tăng từ mức giá bao nhiêu ạ? 18 úp lên được 22 là rất là nhiều nha. Vài phim thôi mà tăng được khoảng 16-17% rồi thì mình phải canh bán. Anh chị lưu ý đừng có nên kỳ vọng quá nhiều, hoặc là anh chị đang ví dụ anh chị đang lỗ nhẹ, anh Nam nghĩ anh chị cũng nên bán nó ra quanh mức giá khoảng 22. Không kỳ vọng quá nhiều bởi vì ngắn hạn nó đã tăng tốt rồi. Anh chị không bán thì những nhà đầu tư trong ngắn hạn người ta có lãi người ta bán thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là trong một cái nhịp mà dao động của một cổ phiếu, giả sử anh chị cầm nắm một cổ phiếu 2 tháng được 15% mà trong ngắn hạn khoảng cỡ 5-7 ngày anh chị được 15%, tại sao anh chị không bán? Anh chị kỳ vọng gì hơn đúng không? Thôi, mình phải đặt ra những cái câu hỏi như thế. BVB, những mã này thì nó bắt đầu tích lũy đáy nè, bứt lên dòng tiền vào đây là một trong những cái nhịp mà cổ phiếu tạo ra một cái đà tăng giá cũng tương đối tốt. Xác suất nó bứt thoát qua mức giá 20 á, bước lên 20 để về 22 cực cao, thì khi nào nó lên 22 thì anh chị canh nhả đi, đừng kỳ vọng nó quá nhiều. Vùng đây là kháng cự cực mạnh của cổ phiếu, không chắc nó còn tăng tiếp đâu nha, đôi lúc đây là một nhịp hồi để người ta dụ gà hay sao, làm sao mình biết được, nhưng mình chỉ biết là tới đó là mình ra. Lưu ý đối với những anh chị trong một số mã cổ phiếu ngân hàng ở thời điểm hiện tại, đa phần cổ phiếu ngân hàng nó đang rơi về những cái vùng mà nó sẽ bị bán ít nhất vào ngày mai, nó sẽ hấp thụ ở đó, và mình quan sát cái lượng hấp thụ như thế nào thì mình mới tính tiếp trong các giai đoạn tiếp theo.
anh chị quan tâm đối với những cổ phiếu ngân hàng nha. Tiếp theo chúng ta đang về chúng ta đánh giá tiếp một số dòng cổ phiếu với dòng trụ thì chúng ta có BVH. Những con này anh chị cứ ráng đi, chờ nó lên được 54 rồi bán, cái thế của nó là sẽ tăng. Dòng tiền của nó về đáy thì cũng có cái dòng tiền vào trong nhất định này nè, úp lên 54 rồi mình canh nhã. FPT nhìn chung khá đẹp. Nói chung là dòng trụ hiện tại và FPT nó đánh giá là đang rất là tốt. Nhưng mà những con này thì cái mua mới á, thì anh chị cũng chấp nhận rủi ro nó cũng cao đó, bởi vì đây là một trong những mẫu hình cốc có tay ngắn nè. Nó bước được giá 95 thì nó sẽ vào một cái trận tăng. Mức giá 95 và trận tăng là nếu anh chị nào có thì em nghĩ là úp lên là anh chị canh bán dần. Ví dụ nó tăng lên là mình bán dần, bởi vì khi mình bán ở chiều tăng á là anh chị sẽ bán được những cái mức giá tốt nhất. Giả sử như nó tăng lên 96 anh chị bán nó 10%, tăng lên 97 bán nó 50%, cái rải đó mình bán thì mình sẽ bán được những mức giá rất là tốt. Còn mình đâu biết là nó sẽ tăng tới bao giờ và target của nó ở đâu, nhưng mà anh chị lưu ý là dòng tiền của nó ở những vùng đỉnh mà hấp thụ như thế này là nó giá tốt. Tuy nhiên mà mua á, mà để mua mới mà giả sử như nó bứt lên này, sau nó fail ngay trong phim là anh chị dính ngay tới cổng, mà chỉ phù hợp cho anh chị có hàng thôi. Có hàng là sẽ úp lên là canh bán. Chứ còn mà anh chị mua nè, lỡ như nó break xịt như cái phim này nè, bùng nổ lên xịt như thế này là anh chị sẽ chết ngay. Nên anh chị lưu ý là vì thế đối với những mã cổ phiếu, có những mã cổ phiếu đẹp nhưng mình không mua được. Có những mã cổ phiếu nó đã vào không chạy rồi, không mua được. Mặc dù là mình biết nó sẽ chạy nhưng mà thị trường mình đã quá có cái khó là nó tới cộng 3. Còn nó tới cộng 0 thì mình vẫn xử lý được thôi, nhưng tới cộng 3 sao mình biết được nè. Anh chị thấy đây cũng là một phiên break rất đẹp nè, nhưng mà nó hụt và mấy phiên sau lại tèo. Ai đu ở đây nè, rất lâu mới về bờ. Chắc gì những nhà đầu tư ở đây họ đã cầm, có khi mấy phiên này nó rủ xuống là cắt hết rồi. Anh chị lưu ý nha, vì thế đó là một trong những trạng thái là mặc dù cổ phiếu đẹp nhưng mà phải bỏ. Có những mã cổ phiếu đẹp nhưng mà phải bỏ thôi, không thuộc về mình thì thôi. Những ai có hàng thì canh úp lên để canh bán, đừng kỳ vọng quá nhiều. MWG dòng tiền vào đây thì nó sẽ về trước một mức giá 168, nhìn chung con này đang không đánh giá cao, bởi vì nó đã có những cái điểm buy and clean back ở đây nè. Sau đó rớt xuống thì nó sẽ tạo ra một cái vùng tích lũy ở đây rất là lâu, chưa vào cái phong chạy tiếp theo đâu, bởi vì đây là một trong những cái đỉnh buy and clean back của nó rồi. Rớt xuống nè, test ba đáy thì lúc này sideways ở đây không kiếm được tiền. BNG những cổ phiếu nó úp được mức giá 96 trong ngắn hạn như thế này anh chị phải canh ra, không cầm nắm nó quá lâu, lên trên này toàn bộ là kháng cự rồi. VHM những mã cổ phiếu này thì Nam có nói là anh chị cứ đáng cầm đi, cái vùng giá này không phù hợp để anh chị bán đâu. Phải lên tới 115 con này mới gặp cái lực bán thực sự, vì thế anh chị ráng cố gắng là mình nhận nhịn. VIX nè, những mã nó dòng tiền vào trong giai đoạn này đóng cửa 107 nè, khối lượng có sự thay đổi thì kỳ vọng nó sẽ kéo VN Index lên khoảng 1350 bằng cổ phiếu VIX, thì Nam nghĩ là nó sẽ lên khoảng 120. Target của con VIX này khoảng 120, anh chị lưu ý nha. VRN nhìn chung dòng pin ở thời điểm hiện tại Nam đánh giá là ở cái yếu tố về mặt là về đáy, khi mà cái cổ phiếu nó về đáy mà khối lượng của nó liên tục thay đổi và có yếu tố về mặt tốt hơn, liên tục tạo cái cung, thì anh chị phải ráng chờ con này lên khoảng mức giá 30 là canh bán. Lưu ý nha, lúc này đừng có bán cổ phiếu này nữa, đến thời điểm hiện tại là mức này là mức giá vốn của tổ chức trong khoảng nhiều năm rồi, thì lúc này nó không chênh nhau bao nhiêu cả, 26 với 27.5 thì nó cũng thế. Ráng chờ lên mức giá 30 để bán đối với những cổ phiếu như là VRE. Tiếp theo là gì ạ? Masan, những hàng hiếm như Masan, cổ phiếu nó đẹp quá đúng không, thì dòng tiền của nó lên trên này rồi, anh chị lưu ý nha, con này úp lên bao nhiêu là canh bán bấy nhiêu, đừng có cầm chờ nó quá lâu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là nó xác suất nó tạo ra cái đỉnh buy and clean back rất là nhanh, nên là cái quá trình mà cổ phiếu nó úp liên tục như thế này nè, tăng từ giá khoảng 110 lên 134 ở đây trong ngắn hạn đi, anh chị tưởng tượng khoảng cỡ 20% đối với những mạng cổ phiếu trụ như thế này thì anh chị phải canh ra. Nó đã chạy nước rút khoảng cỡ 22-23% từ cái mức giá nền rồi, thì lúc này anh chị lưu ý những mạng cổ phiếu nó úp lên là để bán, không mua được. Anh chị lưu ý những úp lên, anh chị không bán hết thì mình có bán thứ tư nữa đâu, ai bắt mình bán hết đâu. Nó cứ tăng là mình bán, tăng là mình rải đó, mình bán rải, mình bán được giá tốt thôi. Anh chị lưu ý nha, Vinamilk phim vừa rồi là phim cơ cấu quỹ, có thể cổ phiếu cái này người ta dự giá ở cái vùng giá này để cơ cấu quỹ nó hình thành cho xong, thì cái vùng giá của cổ phiếu nó cân bằng vẫn là giá 86-87 nha. Đối với Vinamilk, đối với những mã cổ phiếu này thì anh chị có đáng chờ nó lên giá 92 để mình bán, target của nó phải lên trên thế này. Anh chị lưu ý đó là dòng trụ, nhìn chung dòng trụ của FPT là cái cửa sáng rất cao vào ngày mai, nhưng mà đến từ những nhà đầu tư có hàng để họ canh bán chứ mình không canh mua, anh chị lưu tâm. Lúc mà thị trường không có đạt cổ phiếu nào mua cả nha, anh chị nhà đầu tư, thứ nhất là có rất nhiều cổ phiếu nó chạy rút rồi, thứ hai là có như rất nhiều cổ phiếu nó bứt lên từ nền và nó đã quá những cái điểm có thể tham gia mới rồi, đến lúc này anh chị buộc phải chờ. Có lúc là chúng ta phải chờ, có lúc chúng ta cần phải xuống tiền và có lúc chúng ta cần phải quan sát, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng mua bán bán cả. Anh chị lưu ý nha. Tiếp theo chúng ta nhìn vào dòng thép này, có gì Hòa Phát này. Cái quá trình siết chặt của cổ phiếu ở đây này, ra thông tin tốt này, mà đánh không lên được và không bứt phá được đỉnh á, thì trong giai đoạn này nó sẽ trong một giai đoạn sideways, và cái biên của nó có thể là mức giá 46-47 ở đây.
nhìn chung là ra tin tốt, nhưng mà cổ phiếu này nó đạt vào những cái tiêu chí ngắn hạn của đầu cơ, là tin ra là nhà đầu tư cá nhân mà người ta mua trong cái giai đoạn này, là ra tin với người ta bán ra, lúc này cổ phiếu sẽ phải hấp thụ lại, lượng nhà đầu tư FOMO theo tin tức á thì người ta sẽ hấp thụ lại không biết khi nào xong, nhưng mà hiện tại nó không xấu và nó vẫn ở trong trạng thái là upside và tăng giá như thế này trong ngắn hạn á, thì anh chị có thể nắm giữ và chờ đợi được. Hoa sen nhìn chung con này ở mức giá 38 là target ngắn của nó, là nhưng đây chính là cái vùng đáy trước này, nên anh chị lưu ý nó đã thôi từ mức giá 33 lên 38 này là cái target ở đây đang đánh giá này. Anh chị lưu ý đó là sắp về là khoảng 15% trong ngắn hạn, 2 3 tuần mà được 15%. Đối với hoa sen thì nó nghĩ anh chị nên canh xử lý cổ phiếu, tránh trường hợp mình cầm nắm nó quá lâu. Lúc này cổ phiếu thị trường tăng tới đâu tính tới đó, không có tính cái chu kỳ quá xa của thị trường, bởi vì thị trường dịch bệnh là kinh tế những cái đó là ở trong trường hợp rất là vô chừng. Rồi kiểm soát như thế nào ra làm sao mình biết mấy cái đó, nhưng là mình chỉ là các vận động trong ngắn hạn nó tốt thì mình tham gia, mà các vận động tiếp theo có lãi thì phải đưa tiền vào túi chứ đã, lúc này không nói trước được gì nhiều đâu. Nam Kim này, những con đã úp lên giá 34, 35 là cái vùng này cổ phiếu anh chị phải canh ra. Đây toàn bộ là những cái vùng kháng cự trước này, định trước cổ phiếu và canh bán đó đã. Lưu ý nha. TLH này, những con này thì chờ, cứ chờ lên mức giá khoảng 16.2 anh chị ra. Vùng này là kháng cự rất mạnh, cổ phiếu sẽ rất lâu mới thể qua được những cái vùng như thế này. SMC, con này bắt đầu mức giá khoảng 46 là anh chị canh trên này là canh bán. Lúc này là chạy nước rút rồi nè. Trong về phần đáy mới từ 34 là 44, tăng 10 giá trong ngắn hạn là phải bán. Đừng kỳ vọng nó quá nhiều anh chị à. Lúc này thị trường nó đang ở trong phong tăng, nó luôn luôn lơ lửng giữa cái việc chốt lãi, bị bán, tham gia đuổi theo nhịp hồi. Lúc này thị trường rất là khác biệt so với những cái nhịp tăng phía trước của thị trường. Tiếp theo dòng chứng khoán chúng ta có gì SSI, canh target con này khoảng mức giá vùng đỉnh ở đây là anh chị canh nhẹ giúp Nam. 56 trở lên là cái vùng cổ phiếu sẽ có những áp lực bán nhất định, không nhiều thì ít nha. HCM này, dòng tiền vào năm đánh giá tốt. Cái yếu tố này nó sẽ giúp cổ phiếu nó hồi lên mức giá quanh 50 và trên 50 là những cái vùng ngắn hạn cổ phiếu sẽ bị chốt. SHS upside chờ nó lên 44 nha. Cái vùng đây là vùng cổ phiếu sẽ bị bán. VCI này, những cổ phiếu như thế này thì anh chị cứ chờ lên mức giá khoảng trên 50, 51 là những cái vùng mà anh chị không nên kỳ vọng nó quá nhiều. Nó đã có một cái vùng sideways đáy ngắn hạn là úp được lên là phải canh bán. Không mua được đâu, khi nào mua được nó phải cân bằng xuống dưới thì mình mới mua được. VND này, nó đang tiến vào cái vùng bị bán nha. Mức giá 46 tới 48 là cái vùng kháng cự cổ phiếu. Lúc này cổ phiếu nó tìm cận đỉnh thì nó sẽ gặp lại những nhà đầu tư bị kẹp ở đây là một này. Những nhà đầu tư ngắn hạn ở đây là hai này. Anh chị biết ngắn hạn cổ phiếu nó đã tăng từ mức giá 42, mình cứ cho là 42 đi, không nói những nhà đầu tư bắt đáy ở đây không nói. Mình chỉ nói mức giá 42 này. Lên mức giá bao nhiêu ạ? À? 46, anh chị đếm trong đây khoảng bao nhiêu phiên? 5 7 phiên cho lợi nhuận khoảng 12%. Mình có gì phải quá gọi là bàn cãi đối với nhịp tăng này của cổ phiếu mà. Không có bàn cãi thì mình phải đưa tiền vào túi thôi. Đó là một trong những cái yếu tố về mặt là mình phải linh hoạt đối với thị trường mà mình không kỳ vọng nó quá cao. Lúc này thị trường tới đâu mình tính tới đó. Anh chị lưu ý nha. AGR nó đã lấp được cái gap mà hôm trước Nam hướng dẫn anh chị mọi người rồi. Úp lên 13 năm là phải canh nhả đi. Lúc nào cũng thế, vì thế CTG anh chị phải quan tâm như vậy. Nó lấp gap ở đây là phải canh bán. Thì con AGR này cũng như thế, lấp cái gap mà phải canh bán. Đấy, anh chị lưu ý một số cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán nha. BSI này, lúc này này, cân bằng trở lại, còn lên trên này là phải ra. Có những lúc là mình phải như thế, còn mình cầm nắm chờ đợi nó biết bao giờ. BVS lên 30 thôi. Mức giá này lên 30 là kịch biên trong ngắn hạn của nó. Anh chị và canh xử lý. CTS lắp ráp rồi, cổ phiếu này về mức giá 22 rồi. Ngắn hạn tới đây thôi. Cần phải chờ đợi cái quá trình tích lũy tiếp theo. Ngược lại con này lại mở gap dưới này. Xác suất về lấp cực cao nên đâm ra là ngày mai nó tăng được là anh chị có lãi, anh chị cầm kẹp trong giai đoạn này thì anh chị phải ra. SBS này, con này thì khác, con này là nó tích lũy đáy hơi lâu và chưa tăng, vùng cân bằng của nó quanh 12 thì quá trình là nó úp lên khoảng 12.7 là tương đối tốt, thì target ngắn là khoảng 14 thôi, không nhiều đâu, 12 lên 14 ở đây là cũng được đó. Hai giá đó của cổ phiếu này khoảng được 15% đó nha, ok lắm á, 15% nè, 12 lên 14 là 15% là mình còn mong muốn gì nữa. Đầu tư bây giờ lãi là vui rồi, sợ nhiều nhà đầu tư mình chưa tham gia thì trong giai đoạn sóng hồi rồi gần như họ đâu có ăn được cái gì đâu. Còn chúng ta ví dụ như anh chị nó vào được
có lại được là nó sẽ rất là vui và nó khác biệt toàn bộ với những cái tâm lý khác của thị trường. Bởi vì anh chị từng từng vẫn có một đại bộ phận nhà đầu tư, người ta vẫn đang đứng ngoài và nắm cầm tiền mà cầm chờ, nhưng mà chờ biết bao giờ, chờ thực sự không biết bao giờ cả. Sau khi mình quay, ví dụ mình qua một cái đoạn nó đã xong rồi thì mình quay lại nhìn nó dễ, nhưng mà tại thời điểm đó có dám xuống tiền hay không, có dám giải ngân hay không, có dám là đánh độ rủi ro không, có cực kỳ khác biệt. Còn đến lúc nó rõ ràng, lúc nào em chưa bao giờ thấy thị trường rõ ràng, hoặc là nó mang yếu tố gọi là nó rành mạch mà anh chị có thể tìm kiếm được tiền, nó mang yếu tố an toàn, là lúc đó nó sẽ là những cái nó rất rủi ro. Vì lúc đó anh chị tưởng tượng là sẽ có một đại bộ phận nhà đầu tư bên ngoài người ta tham gia vào, và thí dụ lượng tiền lớn người ta tham gia như thế mà muốn được cái khớp lạnh hết từ cái lượng tiền lớn đó, thì phải có một cái cung đối ứng nó bán ra, mà cung đối ứng đó là đến từ ai, ta sẽ rất là khó để ta phân tích cái vấn đề đấy. MVS nè, nhưng mà cổ phiếu nó dòng tiền vào nhưng mà kháng cự của nó quá nhiều, ở trên 30 là cái vùng cổ phiếu nó sẽ bị bán. Lúc này nó đang 291 thì anh Nam nghĩ là cổ phiếu nó bước lên trên 30 là anh chị phải canh xử lý và chờ đợi, bởi vì cái dao động của nó, khối lượng nó không có mấy yếu tố bị kiệt đi. Có lúc nó bị bán mạnh, dòng tiền nó vào ở đây cũng tương đương với cái lực bán ở đây, tuy nhiên mà nó mang yếu tố về mặt là kháng cự quá nhiều trong giai đoạn này thì Nam nghĩ anh chị nên canh ra đối với những cổ phiếu như MVS. Nói chung là dòng chứng khoán thì trong ngắn hạn thì cái target của nó, ví dụ như một số cái con dẫn dắt như là con SSI này, nó còn phải cái biên độ vào nó khoảng cỡ 5-7% nữa là nó sẽ bị bán thôi. Nên anh chị lưu ý là lúc này thị trường có những cái vùng đến một thời điểm nào đó nó bước lên, nó sẽ cân bằng trở lại để nó tích lũy. Khi nào nó tích lũy thành công thì mình sẽ đánh tiếp nhịp sau. Có thể con này mai mốt giả sử như thị trường tốt mình có thể mua nó giá 60 cũng được, nhưng mà chắc chắn lên tới trên này nè, khoảng 56 trở lên là cái vùng mình sẽ bán. Có thể mình sẽ mua giá 60 nếu nó tốt, còn mình đâu biết là lên tới 56 nó có thể lên được 60 hay không đâu. Nếu biết thì mình đâu có còn ngồi đây. Cái quan trọng nhất là mình biết lên tới này nó sẽ bị bán và chốt lại thì mình sẽ canh bán cái đã và chờ đợi các giai đoạn tiếp theo. Anh chị lưu ý đó là SSI nha. Tiếp theo chúng ta nhìn về dòng dầu khí nè, chúng ta có gì BVD. Những con này thì phải chờ thôi. Nói chung các quá trình tạo đáy ngắn cổ phiếu ở đây là nó sắp hình thành rồi, nhưng mà nó đang retest. Thì khi nào nó bước lên cái mức giá 19 là cái vùng anh chị nên cơ cấu. Nó cũng giống như con CTG vậy đó. Lên trên này nè, nó sẽ lấp cái gap ở đây và lúc đó cổ phiếu sẽ retest trở lại. Khi nào retest thành công thì mình mua. BVS cũng như thế. Các cổ phiếu nào nó bước lên tới vùng kháng cự nè, nó phải retest ngay cái vùng mà Nam vẽ phía trước cho anh chị nhà đầu tư là vùng giá 25 nè. Tích lũy ở đây thêm khoảng một tuần nữa, ok tham gia, không thì thôi. Nó có bạn tích lũy ở đây là chuẩn là tham gia ngay, không có gì mà đắn đo liên tiếp cả. BLX nè, rất chờ, con này target cũng 52-54 thôi, không chờ đợi quá nhiều. GA nè, những mã này thì canh nó up lên khoảng giá 96, Nam nghĩ nó sẽ lên được trên này. Tiếp theo là gì ạ? BSR nè, những mã này thì phải chờ đợi thôi. Nếu nó retest được về 18 á, thì mua, mà nó không retest được thì mình không đánh đâu. Lúc mà nó lên sốc như thế này nè, mặc dù hàng về này mà nó vẫn hấp thụ ở đây, Nam đánh giá vẫn tốt. Tuy nhiên nó phải retest ở đây, nó mới đạt được các yếu tố là trụ bỏ trong giai đoạn này, hấp thụ lại và kiểm tra lượng cung khi nó quay về cái vùng test hỗ trợ. Nếu nó test thành công thì mua, mà nó không test gì thôi, buộc là mình phải bỏ, mình sẽ chọn một mã khác là BVS. Nếu nó phù hợp với cái form của mình thôi. Còn cổ phiếu mà mỗi người sẽ có một cái hệ thống cũng như là cách nhìn cổ phiếu khác nhau. Quan trọng nhất á, là anh chị như thế nào nó phù hợp, anh chị có thể đánh liên tục được với các giai đoạn vận động của thị trường, và anh chị dùng cái mindset đó để anh chị tham gia thị trường một cách tự tin nhất. Chứ không phải là mình thấy cái con nào tăng mình lao vô đâu. Ví dụ như những mã như BVS là phiên này tăng lao vô, nó test 2-3 phiên như thế này mình đâu biết nó test thành công hay không, nhưng chắc chắn nó phải test. Nó test lại thành công thì mình mới đánh. Anh chị lưu ý nha. Tuần vừa rồi có một cái dòng chạy rất mạnh là đồng phân đạm, đạm Phú Mỹ nè. Anh chị thấy không, chứ hướng dẫn anh chị nhà đầu tư là những cổ phiếu chạy nước đúc của đạm Phú Mỹ đúng không? Thì các quá trình cổ phiếu từ 22 này, nên bây giờ 25-26 rồi thì có gì đâu nữa mà mình bàn cãi. Anh chị từ từ nó tăng 4-5 giá ở đây bao nhiêu phần trăm? 15%. Mấy ngày đó? 1, 2, 3, 4. Có 4 ngày à. Trong khi đó một quá trình mà ăn được 15% anh chị nè, có phải là gặp một cả tháng nè, ăn được bao nhiêu? 18-19, không tới 5%. Mà đây có 4 ngày ăn được 15%, quá tuyệt vời đối với những cổ phiếu dòng đạm đúng không ạ? Khối lượng vào lớn chạy lúc mai lại chạy lúc thì nó sẽ rất dễ chạy ra gì ạ? Tạo ra buy in clean max, mà là điểm quá mua. Mà những cái điểm này là phù hợp với những cái điểm mua ở dưới nè, mua gia tăng, còn nó đã bứt lên nữa rồi tăng trần như thế này là mình không đánh. Ai FOMO thì mình chịu, nhưng mà cổ phiếu nó up lên là chỉ canh bán thôi. Cũng như đạm Phú Mỹ giống như cái này, hướng dẫn mọi người mua 22 năm là quanh cái vùng này nè, tới cộng 3 rồi là mình ăn đủ là mình ra. Đạm Cà Mau này, những mã này là nó bứt qua giá 20 thì Nam nghĩ nó sẽ có một target khoảng 22 trước, rồi canh con này xem giá 22 như thế nào. Dòng tiền ở đây vào lớn thì chung rất ok. Last nè, những cổ phiếu này ngày mai thì Nam nghĩ khi nào nó bứt qua mức giá 15 thì nó sẽ lên được giá 16-17. BFC này, nhìn chung con này hơi yếu so với hai con kia, thì anh chị lưu ý những mã nó thanh khoản hơi bé,
nên đâm ra là Nam có nói chị nhà đầu tư nếu chú ý đạm, chú ý là đạm Phú Mỹ với đạm Cà Mau thôi, chứ còn các quá trình mà những cổ phiếu, hai cổ phiếu khác thì mình sẽ không lưu ý lắm. Anh chị lưu ý nha, dòng bất động sản ta có gì đất xanh, những cái con này thì anh chị phải chờ, lúc này cổ phiếu nó đang tích lũy lại đây, khối lượng nó nhỏ, nhưng khối lượng này nè tổ chức người ta không giao dịch bao nhiêu đâu, người ta đang gom, nhưng mà lưu ý là dòng tiền nó không vào đánh, mình vào mình đuổi với nó không hay đâu, những cổ phiếu nó cũng phải chờ. Nam Long này, nhưng mà cổ phiếu này thì ok hơn, phiên vừa rồi đóng trên 43.7 nè. Nói chung là con này hôm trước bên mình có mua dưới giá 42 ở đây, cái phiên này là mình mua này. Hôm trước là mình có giá vốn ở đây rồi, không cao lắm đâu, giá vốn quanh đây nè, cái vùng giá đây là cái vùng giá vốn khoảng 38, 39, bây giờ 43, 44 này, lưu ý những mã này bứt lên là chỉ để bán, không thể để mua. Anh chị lưu ý những mã này mua ở dưới đấy một phần, lên đây mua gia tăng, còn các quá trình upside là để bán, anh chị lưu ý. KDH bứt lên, target của nó ngắn trước là 42 này, cao hơn cũng chỉ là 44, không kỳ vọng nó quá nhiều, nó đã bứt đỉnh và chạy rồi. Nhà từ Liêm, dòng tiền vào quá mạnh, cổ phiếu tăng trần này, 5 triệu cổ phiếu ở đây là rất lớn, cổ phiếu bứt qua một trong những mẫu hình mọi thời đại của nó ở đây nè. Ấy, giá đỉnh của nó luôn mà nó bứt qua thì anh chị lưu ý, khi con này nó đã bứt qua được cái mẫu hình cốc có tay lớn ở đây mà bứt qua được thì target của nó khoảng cỡ 30 tới 31 thôi. Lên trên này đã rồi tính, chứ con mà kỳ vọng nó quá xa sẽ rất là khó đó. Đích này, những con này lên tới cái vùng kháng cự anh chị canh nhã đấy. Anh chị ông ta lên tới vùng 26 nó sẽ bị bán liền. Nhà đầu tư kẹp ở đây vẫn còn tương đối, úp lên được anh chị canh bán đi, đừng chờ đợi nó. Mặc dù dòng tiền có nhưng mà cứ tôn trọng những cái vùng nó bị bán. Dòng tiền mạnh này anh chị thấy không? Tuy nhiên nó lên tới mức giá 26 sẽ bán tụt ngược về 25 chấm đích. Nó thể hiện được việc là những nhà đầu tư bị kẹp ở đây họ bán ha. Lưu ý nha, Đạt Phương đang vào một trong những cái pha vào cái nhịp chạy nước rút thì lưu ý con này lên khoảng 36 38 target của nó. 36 38 trước. Lưu ý vùng này này. Là cái vùng anh chị nên lưu ý. Hà Đô. Những con này nè anh chị thấy nó bị bán liên tục không? Nó giảm xuống nè. Hồi một cây này mà lao vô mua chưa chắc tới cộng 3 tháng nha. Anh chị lưu ý, vì thế những con này Nam vẫn khuyến nghị là nó úp lên là anh chị nên canh nhã. Không kỳ vọng quá nhiều, những con này hết thì mua rồi. Thì mua là hướng dẫn anh chị mua ở đây nè. Anh chị nào chưa coi những cái điểm mua Hà Đô thì anh chị coi lại những cái video ngày 5 ngày 7 tháng 7 Nam hướng dẫn mua ở đây nè. Bước lên mua ở những cái điểm mà 48 nè, còn lên 54 anh chị đừng có đánh nè. Cổ phiếu là qua cái việc mua rồi. Còn lúc này là cổ phiếu không có đạt. Anh chị lưu ý là một số cái cổ phiếu dòng bất động sản nha. Tiếp theo tuần vừa rồi có một số dòng cạn biển rất là ok, German Debt nè. Con này cái target của nó là 48 50. Là cái vùng tương đối kịch biên của con German Debt. Lúc này cổ phiếu vào là khối lượng vào có sự mua đuổi nè, không có yếu tố đóng cửa mạnh mẽ thì anh chị lưu ý là nó tăng được ráng miếng nào là bán cái miếng đó. Những cổ phiếu nó úp lên được từ cái vùng giá mà 44 lên khoảng 50 ngắn hạn á, khoảng 6 giá là canh nhã đi, đừng chờ đợi nó quá lâu. HAH này, một trong những cổ phiếu này thì Nam đánh giá nó sẽ tốt hơn. Thứ nhất nó hoàn thành mẫu hình là cấu trúc nó đi lên, a nó là đã tạo ra một cái biên lợi nhuận từ cái nền giá rồi. Ta anh chị lưu ý là những mã này nó hết thì mua, tăng lên là đã bán, trên 45 là anh chị có thể canh nhã đối với những cổ phiếu như HAH rồi. Ví dụ như ở đây này, theo hướng dẫn số học viên của Nam này, HAH này, HAH này, cấu trúc thân đi lên, giá 40.9 là cái nền một nè. Hướng dẫn anh chị sao thì trong học lớp học viên mình sẽ hướng dẫn y chang vậy, không khác gì cả. Cái gì ở đây mình cũng có mua này, HAH là mua khoảng 20.000 thôi, thanh khoản nó hơi bé đó, mình không mua lớn. Cái quá trình ở đây là khoảng 10% này. Anh chị lưu ý đó, một số cổ phiếu như là HAH nha. Lúc này những cổ phiếu đó mình mua để mình có thể là cảm nhận được thị trường, chứ không phải là những cổ phiếu mà đánh lớn, và mình không cho room khách hàng của mình mua, bởi vì là những cổ phiếu này nó chỉ phù hợp cho một lượng nhà đầu tư nhỏ có thể đánh, nhà đầu tư lớn nó mà đánh lại cổ phiếu được. Thanh khoản có 1 triệu mấy mà cái biên cái cung cầu trong ngày anh chị khoảng là rất ít, vài nghìn cổ. Thông thường mình sẽ đánh chính những mã cổ phiếu như Liên Việt nè, STB nè, những mã cổ phiếu mấy chục triệu cổ phiếu mới là sai của mình. Còn cái giai đoạn cổ phiếu như HAH là những mã cổ phiếu mình chỉ hướng dẫn học viên người ta tham gia thôi, cũng như là hướng dẫn cho một số anh chị nhà đầu tư trên YouTube mà mình thích thì mình mua, chứ còn đại đa số mà các yếu tố là mặt là giao dịch trong room thì mình sẽ không có hướng dẫn, vì khách hàng của mình mà vào con này nó trần rất là nhiều nên những cổ phiếu này mình sẽ không đánh. Đối với các yếu tố về mặt là dòng tiền của nhà đầu tư ở trong room mà chủ yếu đến từ những nhà đầu tư mà chúng ta lẻ thôi, rồi chúng ta đánh thì đang nghĩ nó sẽ ok hơn. Còn thông thường sai của mình thì có thể mình đánh chậm. STB những mã này, rồi Liên Việt nè, thích đánh những mã này thanh khoản mấy triệu như thế này đánh nó sướng. Anh chị ra vào 500-700 ngàn là 200-300 ngàn cổ phiếu rất là thoải mái, cầu lúc nào nó còn có cho anh chị tham gia, cũng cũng thế, không phải mua đuổi chả phải bán tháo. Hòa Phát nè, ăn chậm tí nhưng mà các vấn đề dao động cổ phiếu nó không bị quá cái yếu tố bị trượt giá,
Vì thế các yếu tố mà là nhiều con ví dụ như tăng mạnh nhưng mà chắc gì là tham gia được UCSC này, những con này 91.000 cổ phiếu mà những con này tăng như thế này làm sao mua, nhà đầu tư lớn ai mà tham gia, nhưng mà cổ phiếu như thế này thanh khoản quá bé, có 100-200.000 cổ phiếu như thế này sao tham gia. Anh chị lưu ý, những có những mã cổ phiếu tăng tốt nhưng không có nghĩa là mình có thể tham gia được nó. Mình phải tính tới các yếu tố thanh khoản, bởi vì thị trường này á, khi mà anh chị không tính thanh khoản nó bịt cung một cái là anh chị không bán được. Ví dụ như những con như VRC này, thanh khoản nó quá thấp đúng không, thì nó bịt cung một cái là anh chị mất trắng này. Anh chị đó bịt cung đó là anh chị mất trắng không, không bán được bởi vì đâu có cầu. Nên cái yếu tố mà là dao động trên thị trường á, đến một lúc nào đó anh chị sẽ thấy là thị trường này nó rất là nguy hiểm bởi các yếu tố thanh khoản. Thanh khoản và lừa vào những cái con này và dòng tiền có thể là mình ăn ít cũng được, đầu cái yếu tố đầu cơ của nó cũng cao nhưng mà nó an toàn bởi với dòng tiền anh chị có thể cắt lỗ được. Lưu ý nhưng thị trường này có một cái yếu tố là anh chị cắt lỗ được là thành công, bởi vì đôi lúc có những cổ phiếu nó không cho anh chị được cái cắt lỗ luôn. Đó là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng đối với một số cái cổ phiếu và cách dao động của chúng ta đi tiền và kinh nghiệm dao động giao dịch trên thị trường. Có rất nhiều mã tăng rất đẹp nhưng mà mình không bao giờ mua, ví dụ CFC, những con này mình thấy nó trong cái đà tăng mà cái thanh khoản là sao đắm 90 mấy ngàn, anh chị mua được 10.000 con này á, tăng bao nhiêu bán ra rất là khó, cả ngày nó có 91.000. Thì thị trường này có khoảng vài triệu nhà đầu tư nó tham gia, mà các yếu tố mà nó thanh khoản như thế này sao mình đánh được. Vì thế anh chị lưu ý giúp Nam, thanh khoản cổ phiếu nó rất quan trọng. Vì thế HAH cũng như thế, mặc dù nhìn nó đẹp nhưng không phải ai cũng chơi được, nó chỉ đến với một bộ phận nhà đầu tư nhỏ. Là mình hướng dẫn YouTube cho anh chị thấy là các vấn đề về mặt là mình mua như thế nào cho nó phù hợp đối với những mã cổ phiếu như HAH, anh chị lưu ý nha. VSC đấy, tết cung ở đây là bước tiếp nè, những con này thanh khoản nhỏ lắm mình không cho đánh được. Giả sử như rum mình đánh thì đánh được con German Dep là thanh khoản 4-5 triệu như thế này cũng chơi được. Còn các vấn đề một số mạng như VSC như thế này mình không đánh, review hướng dẫn cho mọi người thôi, những mã cổ phiếu này thì mình không có đánh đó, anh chị lưu tâm nha. Tiếp theo chúng ta nhìn một số mã cổ phiếu dòng cao su, chúng ta có GVR nè và V30 rồi, thì nói chúng ta ghét cũng đó khoảng mức giá khoảng 36 là cái vùng bị bán. Anh chị lưu ý những mã cổ phiếu nó upside nên anh chị phải canh nhãn một số mã cổ phiếu dòng cao su nha. Thế chúng ta nhìn vào dịch may thì nó có TNG này. Một số anh chị nhà đầu tư có vẻ còn đang kẹp con này thì đang bị con này vùng giá 22-24 là cái vùng mà cổ phiếu anh chị đang canh bán với TNG. VGT này, cái phiên này là phiên tích trung nè, có vẻ là cuối tuần nó ra một cái tin tức rất là tốt, kỳ vọng sẽ bọn anh nhóm 18 này. Anh chị lưu ý mà nó cho anh chị về bờ được những mã cổ phiếu như thế này, anh chị đừng có kỳ vọng nha, canh bán thôi, đừng kỳ vọng quá nhiều. Lên mức giá 18 nó cũng rất là ngầu đối với cổ phiếu này, nó tăng rất là nhiều đấy. Hình như là cái báo cáo tài chính của nó là phiên cái cuối tuần vừa rồi nó ra tương đối đẹp, nên là cổ phiếu nó úp lên giá 18 thì nên nghĩ anh chị nên canh, chúng ta cơ cấu và xử lý. Anh chị lưu ý ha, đó là cái yếu tố mặt bằng đồng của thị trường cũng như là một số mã cổ phiếu nó review một số cái điểm mà nó sẽ gặp áp lực bán để cho anh chị lưu ý là chúng ta quan tâm. Ở thời điểm hiện tại thì điểm sáng của thị trường thì gần như nó không có, điểm mua thì gần như nó cũng hết rồi. Nên anh chị lưu ý giúp Nam là lúc này thì mình sẽ canh thị trường up lên là để mình canh, mình sẽ chờ đợi một cơ hội mới chứ không phải bây giờ mình sẽ canh tham gia. Cái điểm tham gia là dưới 1.3 nè, hoặc là 1.250 mấy, cái vùng cân bằng 1.270 mấy ở đây nè. Chứ còn nó đã tăng được cái điểm này 40-50 điểm đó mà mình còn tham gia gì nữa, lúc này để cho những nhà đầu tư khác người ta vào sau, mà lúc người ta vào sau thì mình mà căng mình bán ra. Cho nên lúc này mà cổ phiếu nó mình còn tham gia mới nó cực kỳ khó. Mình thì mình sẽ không đánh như thế, mình sẽ canh nó, mình sẽ canh những cái điểm khác biệt hơn so với thị trường để mình tham gia thôi. Giả sử lúc đó người ta còn đang nghi ngờ, mình còn mình thì mình thấy được cái yếu tố cơ hội thì mình tham gia trong giai đoạn đó. Tức là lúc nào nó sẽ chiếm vào số ít hơn, còn lúc nào mà mọi thứ nó đã rõ ràng là cái yếu tố bùng nổ theo đà, đó lúc bùng nổ theo đà chính là cái phiên mình cắt sập thị trường mình có thể. Nên anh chị lưu ý nha, lúc này là những cái nhịp mà chúng ta cần phải nhìn nhận thị trường một cách khách quan nhất. Lúc mà nó cân bằng thì em đã hướng dẫn sự khách quan của thị trường, còn lúc nó đã rõ ràng thì em nghĩ là anh chị cần phải lưu ý vào một số cái điểm, những cái vùng mà xác suất cao cổ phiếu sẽ gặp áp lực bị bán. Còn cái việc áp lực bán nó bán mạnh hay bán yếu, hấp thụ được hay không thì mình không rõ, nên mình lưu ý với anh chị nhà đầu tư là lúc nào cổ phiếu bị bán để hướng dẫn anh chị nhà đầu tư chúng ta đầu tư một cách tốt nhất và chúng ta có thể tìm kiếm được lợi nhuận tốt nhất trên thị trường ha. Ok, thì nhìn chung là bản chất thị trường nó không có gì chúng ta gọi là quá quan tâm. Anh chị cứ lưu ý quan tâm về một số những cái điểm mà cổ phiếu xác suất bị bán cao mà nãy giờ Nam hướng dẫn cho mọi người để anh chị quan tâm là được. Còn bản chất và chỉ số của thị trường thì Nam nghĩ nó sẽ retest là 1.300, sau đó nó sẽ hấp thụ lại và có những cái nhịp tăng giá mới thôi, anh chị lưu ý ha. Ok, thì cũng cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Chúc anh chị một cái buổi tối thật là vui vẻ, một sự bùng nổ của thị trường vào ngày mai, và hẹn gặp lại anh chị vào video tối mai.